Dạ, chào anh chị em đang xem kênh Nhân Lợi TK Bonsai. Bữa nay cây kiểng Hồng Hằng mình về được hai cây trang đỏ, lá nhỏ, trang lớn nha anh chị em. Cây này lớn lắm, khủng mà đẹp nữa, với một số trang đỏ lá nhỏ, và một số phôi, và một số sâm hương, với một, có một cây bạch thiên hương. Để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại của vườn mình là 0939906192, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua mình cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều đã ủng hộ mình và ủng hộ kênh. Rồi bây giờ mình vô mã số 1. Mã số 1 là phôi trang đỏ lá nhỏ cho anh chị em tham khảo. Đó, cái này phôi trang đỏ này lúc nhỏ là chủ vườn ta đã sắp đế hết nha anh em. Đó, đế nở luôn. Dạ, chiều cao là 16. Nè, hoành thân 15. Nè, củ nở ha. Dạ, mã số 1 giao lưu với anh chị em này là mình giao lưu là 400.000. Dạ, mã số 2. Mã số 2 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao là 15. Tổng cái hoành này hết là 19. Cái này cũng đế nở nè, tại vì mình đã vô cái này hết rồi, không thấy. Giao lưu anh em cũng là 400. Và mã số 3. Mã số 3 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Mấy cái phôi này mình đã xử lý nha anh chị em về để vậy à. Chiều cao là 24, là cây đâm chồi sống khỏe à. Dạ, hoành thân 16, giao lưu anh em 350.000. Và mã số 4. Mã số 4 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Mấy phôi này hồi nhỏ là chủ vườn sắp đế hết anh em ơi. Và chiều cao là 20. Cái hoành thân là 17, giao lưu cũng là 400. Và mã số 5. Mã số 5 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao là 16. Cái hoành thân là 15, giao lưu anh em là 300. Thì mã số 6, mã số 6 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Đó, cái đế này dữ lắm nha anh em, mình lắp đế lại rồi. Ông cho cây sống khỏe. Dạ, chiều cao là 18. Cái hoành thân là 18 nè, giao lưu anh em cũng là 400. Và mã số 7, mã số 7 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Mấy phôi này mình đã xử lý nha anh chị em về để vậy về cây đâm chồi sống khỏe. Dạ, chiều cao 20. Dạ, hoành thân thì 15, giao lưu là 350.000. Và mã số 8 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Mấy phôi trang đỏ này nó sống mạnh lắm anh em ơi. Nó rễ bông dữ lắm luôn. Dạ, chiều cao 19. Cái hoành thân nè, 19 này giao lưu anh em cũng 400 thôi. Và mã số 9 là cũng là trang đỏ lá nhỏ. Cây mình đã xử lý hết rồi, và chiều cao là 18. Cái hoành thân là 15. Giao lưu anh em là 300.000 thôi. Rồi bây giờ mình hỏi con cái này không có điểm được. Rồi bây giờ mình lên sâm hương nha. Cái lô sâm hương này mình còn một số ít, mình bán giá hữu nghị cho anh em dễ chơi nha. Rồi mã số 10 là phôi sâm hương nè. Nè, cây mới đây mà đâm chồi mạnh lắm anh em ơi, tại vì lúc nhỏ mình trồng trong sọt. Chiều cao là 28. Cái hoành thân là 17, đế nở nè. Giao lưu với anh em là cái này là 300.000. Và mã số 11. 11 cũng là phôi sâm hương Đài Loan. Cây trồng có đường lắc nó cũng quái ha. Và chiều cao nó 27. Cái hoành thân là 22. Giao lưu anh em 350.000. Và mã số 12. 12 cũng là phôi sâm hương. Phôi không thẻo dít.
Dạ, chiều cao là 23. Cái vành cũ là 21. Giao lưu với anh em là 400. Em mã số 13 cũng là phôi sam hương. Phôi này nó ăn hết giá thể về anh thêm chốt hàng về thay lại giá thể cho cây sống vẻ. Và chiều cao 21. Cái vành thân 21. Giao lưu anh em là 300 ngàn. Nếu anh em mà chốt một cặp thì mình bớt cho được 100 ngàn. Và mã số 14 cũng là phôi sam hương. Cái đường co lắc nó cũng quái. Dạ, chiều cao là 27. Cái vành thân là 17. Giao lưu anh em là 250 ngàn. Và mã số 15 cũng là phôi sam hương. Dạ, chiều cao 24. Phôi không thẹo dít gì hết á. Cái hoành thân là 14. Giao lưu anh em cái này 200 ngàn thôi. Rồi mình đổi cây. Và mã số 16 cũng là phôi sam hương Đài Loan. Này đường co lắc nó cũng quái anh em ơi. Dạ, chiều cao 24. Cái hoành cũ là 31. Giao lưu anh em là 400. Dạ, mình đổi cây. Và mã số 17. 17 cũng phôi sam hương Đài Loan. Ôi không chạy xước. Dạ, chiều cao 23. Cái hoành thân là 18. Đế nở đều nè. Giao lưu anh em 300. Và mã số 18 là cũng là phôi sam hương Đài Loan. Dạ, chiều cao là 21. Cái hoành thân 15. Giao lưu anh em 250 ngàn. Và mã số 19 cũng là phôi sam hương cũ nở. Đó, củ một bệ nè, không thẹo dít, không chạy xước gì hết. Chiều cao nó 25. Mình đo tổng hoành cũ nha, tổng hoành cũ này là 37. Giao lưu anh em là 400. Thì mã số 20 cũng là phôi sam hương Đài Loan. Và chiều cao 20. Cái hoành thân 14. Giao lưu với anh em là 250 ngàn. Mã số 21 cũng là phôi sam hương Đài Loan. Chiều cao là 20. Cái hoành thân là 18. Đế nở đều nè. Đó. Giao lưu anh em là 300 ngàn. Mã số 22 cũng phôi sam hương Đài Loan luôn. Dạ, chiều cao 24. 24. Hoành thân là 16. Giao lưu anh em là 250 thôi. Mã số 23 cũng phôi sam hương Đài Loan. Cái lô này mình bán giá mềm nha anh chị em dễ chơi. Chiều cao 21. Cái hoành thân là 21. Cái này giao lưu với anh em là 250 ngàn. Mã số 24 cũng là phôi sam hương Đài Loan. Chiều cao nó 15. Hoành thân nó là 18. Giao lưu với anh em là 200 ngàn. Bỏ. Mã số 25 cũng là phôi sam hương Đài Loan. Chiều cao là 21. Để mình đo này sao lộn. Cũ là 30. Giao lưu anh em là 350 ngàn. Rồi bây giờ mình hết sam hương Đài Loan. Số điện thoại mình là 0939 906 192, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ủng hộ nhiệt tình ha. Rồi tiếp tục là mã số 26, mình có ăn cây bạch thiên hương anh em. Bông thơm anh em ơi. Bông ba nó nở bốn mùa luôn. Bông này thơm lắm. Rồi để mình đo nha, mình quay. Dạ, chiều cao là 56. Cái hoành thân nó là 13. Nè, đế nó một cục luôn quan anh em đó. Cái này giao lưu với anh em 500 ngàn. Khi đi mình bó bầu rút chậu ha. Rồi mình đổi cây. Và mã số 27. 27 là cây trang hồng thái, hồng phấn thái nha anh em. Cây thuần chậu rồi. Cái lúc chỗ thì nó màu đỏ. Mà cái lúc mà nở bông thì nó màu hồng.
Dạ chiều cao là 90. Cái tán ngang của nó là 50. Cái thân của nó nè, cái thân của nó là 9. Cái này giao lưu với anh em là 400.000. Rồi mình đổi cây. Rồi bây giờ mình lên chăn đỏ nha anh em. Chăn đỏ lá nhỏ. Cây mình mới bứng trong mô. Và mã số 28 là chăn đỏ lá nhỏ nè. Và chiều cao nó là 88. Cái tán ngang của nó là 75. Cái này, mấy cái cây này nhỏ mình không tính nha, mình tính nguyên cái cụm này. Cái hoành thân nó lớn lắm anh em ơi. Tại vì mấy cây nhỏ mình không có cắt ra, để về anh em cắt ra không được. Nguyên cái này hết là 219. Cái này giao lưu với anh em là 400.000. Mình đổi cây. Mã số 29, 29 là chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 74. Cái tán ngang nó là 66. Cái hoành thân của nó là 16. Nè, đế mình không có khui nha, mình mới môi sơ sơ đặng cho cây sống khỏe. Và mã số 29 giao lưu với anh em là 350.000. Dạ đổi cây. Và mã số 30. 30 cũng là chăn đỏ lá nhỏ luôn. Mấy cái lô trang này á, tại vì cái rễ bông nó dữ lắm là cây nó sống khỏe à. Và chiều cao là 85. Cái tán ngang của nó là 76. Cái này nè, thân nó già lắm nha anh em. À, mình chưa khai thác, mới khai thác sơ đó. Nguyên chỗ này là 20. Mình giao lưu với anh em cái này là 350.000 thôi. Dạ mình đổi cây. Mình bao sống bao xếp cho anh chị em trong vòng 2 tháng. Thì mã số 31, 31 là chăn đỏ lá nhỏ. Đó, còn chút mình coi cái đế của nó đẹp lên anh em một cụm luôn. Dạ, chiều cao là 90. Cái tán ngang của nó là 79. Nè, nguyên cái này của nó nè. Nguyên cái này của nó là 20 đó. Cây nó già nha. Giao lưu với anh em là 400. Đổi cây. Nếu mà mình quay màn ảnh không rõ thì anh em kết bạn giao lưu mình quay lại cho anh em xem ha. Mã số 32 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Cây chăn tàn mình không có môi nhiều anh em ơi. Dạ chiều cao nó là 72. Cái tán ngang của nó là 68. Cái hoành thân của nó là 17. Giao lưu với anh em là 350.000. Và mã số 33. 33 cũng là chăn đỏ lá nhỏ luôn. Mình bao sống bao xếp cho anh em toàn quốc. Dạ chiều cao nó là 90. Cái tán ngang của nó là 72. Dạ cái hoành thân của nó là 18. Giao lưu với anh em là 400.000. Giờ mình đổi cây. Và mã số 34 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Cây mới bứng về mình chỉ khai thác sơ rồi về anh em khai thác lại. Dạ chiều cao nó là 79. Cái tán ngang của nó là 78. Cái hoành thân của nó là 19. Giao lưu với anh em cũng là 400. Giờ mình đổi cây. Và mã số 35 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Và chiều cao là 70. Cái tán của nó là 64. Cây già nghe, đế cũng đẹp nữa. Hoành thân là 17. Giao lưu với anh em là 350.000, bao xếp toàn quốc. Giá đổi cây. Mã số 36 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Và chiều cao nó là 78. Cái tán ngang của nó là 76.
Cái này nguyên nguyên cái cụm của nó là anh em ơi. Nguyên cái cụm của nó là 25. Đó, nếu mình cắt bỏ này là cái thân nó ra một cốt à. Này giao lưu với anh em là 400. Rồi mình đổi coi. Mã số 37 là chăn đỏ lá nhỏ luôn. Mình bao sóng bao xếp cho anh em toàn quốc. Dạ, chiều cao là 86, cái tán ngang là 85. Nè cây đó anh em, đó mình chỉ không có môi nha. Đế nó đều bốn mặt luôn. Cái hoành thân của nó là 19. Đó, cây già luôn, đế đẹp. Giao lưu với anh em cũng là 400. Mã số 38. 38 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Cái này nguyên cụm nha. Cây thuần chậu rồi. Cái này mình nó nguyên cụm anh em ơi. Dạ, chiều cao nó là 62. Cái tán ngang của nó là 78. Đây mình đo nguyên cái cụm. Nguyên cái cụm này là 39. Cái này giao lưu với anh em là mình 350.000 thôi, mình bao xếp toàn quốc, khi đi mình rút chậu bó bầu nha. Còn một thôi ha. Tiếp tục là mã số 39. 39 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Và chiều cao là 71. Cái tán ngang là 76. Cái hoành thân của nó 17. Nè, đế nó đẹp anh em ơi. Chưa chưa, để mình quay cho anh em thấy cái đế nó nha. Đó, mình mới bứng về, mình không có môi nha. Giao lưu với anh em là 350.000. Rồi mình đổi cây nha anh em. Rồi bây giờ mình lên cây chăn đỏ lá nhỏ. Cây này khủng mà đẹp lắm anh em ơi. Mình về được hai cây. Hai cây này cái form tàn nó đều dữ lắm luôn anh em. Đó, nếu anh em có chốt á, mấy cái bông này anh em cắt đi là tết nó ra là dữ dằn luôn, nó đẹp. Cái này tán nó cũng đều luôn mà 40 với 31 là hai cây chăn này tán nó đều dữ dằn luôn anh em. Ủa, 40, 41 anh em. Cái phơm tàn nó giống hệt với nhau luôn. Mình được hai cây này đẹp lắm anh em ơi. Đó, đế nó đẹp luôn. Đế nó đều nữa. Để mình phỏng phỏng cái chiều cao. Cái chiều cao nó tạo mình độ nó là khoảng anh em ơi, khoảng 1m7 đó. Cái tán ngang nó cũng gần 2m đó. Đó, cây không có chỗ nào mà trống hết trơn. Cây nó cũng không có thẹo dứt gì hết á. Hai cái cây này là khoảng 40 mấy năm rồi đó. Ông chủ vườn ông nói đó, xương tàn nó dày ghê luôn anh chị em kìa. Cái bộ đế nó lỏng quái luôn lắm anh em. Bộ đế cũng như là bộ đế mai coi nè. Nó vấu xuống luôn. Rồi để mình đo hoành thân cho anh em xem ha. Cây không thẹo dít, không chày xước gì hết. Cái hoành thân của nó là 25. Còn cái củ của nó nè. Đó, cái củ của nó đó. Cái củ của nó là 57. Cái thóc thân của nó là 12. Đó, cái đế của nó thấy không? Như đế mai vậy đó. Cây già nua, dữ lắm luôn anh em ơi. Xương tàn dày khít luôn. Đó, giờ mình mới mua được hai cây chăn đẹp quá này nè. Hai cây giống hệt một thứ luôn. À. Rồi mã số 40. 40 giao lưu với anh em là 25 triệu đồng. Mình bao cho anh em là 300 km. Rồi tiếp tục là mã số 41. Mã số 41 cũng là chăn đỏ lá nhỏ, cũng y vậy luôn.
Đó 40 với 41 là một cặp đó anh em ơi. Nếu mà anh em mà ở xa thì mình thương lượng thêm nha. Chiếc cặp này ông cụ cũng nói là hồi hồi hòa bình tới giờ là 40 mấy năm đó. Một cốt nó lâu lớn dữ lắm luôn. Đó tàn trương tàn nó cũng bằng với nhau đó. Chiều cao nó cũng xê xích với nhau đó anh em ơi. Rồi ngưng đi coi. Rồi để mình đo cái mình đo thử cái thân chỗ này. Một cốt nó lâu lớn dữ lắm chứ không phải. Chỗ này là 21. Cái cũ của nó nè. Cái cũ của nó là 55. Cái thoát thân của nó là 15. Đó. Xương tàn nó dày luôn anh em ơi. Không có chỗ nào trống hết trơn á. Cái đế nó cũng giống như cái đế mai vậy đó. 40 với 41. Hai cây nó giống với nhau đó. Rồi mã số 41 mình giao lưu với anh em cũng đồng giá 25 triệu luôn, cũng bao xếp 300 km. Nếu anh em ở xa thì mình thương lượng thêm. Dạ, cuối clip xin chúc cho anh em được dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Số điện thoại giường mình là 0939 906 192, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Mình cũng cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ nhiệt tình, ủng hộ kênh. Dạ, hẹn clip sau gặp lại. Chào anh chị em.